cận cảnh thị trấn nguy hiểm nhất thế giới, đến nỗi chính phủ Úc phải tuyên bố xóa khu vực này ra khỏi bản đồ quốc gia. Vốn dĩ là một thị trấn sôi động và từng phát triển kinh tế tấp nập với hàng ngàn người dân, tại sao vùng đất này bỗng nhiên không còn một ai dám tiến lại gần sinh sống, đến nỗi chính phủ phải ra lệnh xóa khu vực này không cho phép hiển thị trên bản đồ quốc gia. Vùng đất này chính là thị trấn Wittenum, được mệnh danh là Chernobyl của nước Úc và là một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Thị trấn Wittenum từng được xem là nơi lập nghiệp mơ ước của hàng vạn người. Vào thời điểm năm 1943, khi ngành công nghiệp bắt đầu bùng nổ, hàng ngàn gia đình đã đổ xô đến khu vực này để làm việc và khai thác amiang. Cũng kể từ đó mà thị trấn Wittenum, nơi nằm cách các mỏ khai thác amiang, đã trở thành nhà của hàng chục ngàn người. Khi đó, mỗi mỏ khai thác đều có lực lượng lao động lớn và có tới 7.000 đến 13.000 cư dân sinh sống tại đây. Sau vài thập kỷ, do không có lợi nhuận và giá amiang giảm trên toàn thế giới, các mỏ và công ty khai thác amiang đã đóng cửa dần dần. Không đơn thuần là thất nghiệp, hàng vạn người đến vùng đất mơ ước này lập nghiệp bỗng nhiên mắc chung một căn bệnh về đường hô hấp. Họ bắt đầu cảm thấy khó thở, thậm chí là không thể thở khi phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Các vết sẹo phổi dần dần xuất hiện, kèm theo đó là nhiều triệu chứng khác khiến những người dân phải ra đi mãi mãi. Lúc này, họ mới biết rằng nguyên nhân chính là từ tác động tiêu cực của amiang, làm không khí bị nhiễm độc nặng nề, và việc thở trong thị trấn này cũng đủ đoạt mạng một du khách ghé chơi, chứ chẳng cần sống và làm việc ở đây lâu. Ước tính có hơn 2.000 người bỏ mạng chỉ trong một thời gian ngắn tại thị trấn Wittenum. Lúc này, các mỏ amiang phải đóng cửa hoàn toàn. Nhận thấy sự nguy hiểm của khí amiang, chính phủ Úc đã phá hủy các tòa nhà và niêm phong các bãi thải từ các mỏ trước khi ngắt kết nối với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, những nỗ lực to lớn này là không đủ khi 3 triệu tấn amiang vẫn tồn đọng trong không khí và có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai hít phải nó. Vào thời điểm đó, các quan chức đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cho rằng việc tiếp xúc với một lượng nhỏ amiang mỗi ngày cũng có thể gây tử vong và tuyên bố thị trấn sẽ không bao giờ an toàn cho việc sinh sống của con người. Để cô lập Wittenum, thị trấn này đã hoàn toàn bị gỡ bỏ khỏi tất cả các bản đồ quốc gia. Đồng thời, các biển báo đều bị gỡ bỏ, các con đường dẫn đến thị trấn đều bị phong tỏa, biến toàn bộ thị trấn công nghiệp ngày nào chính thức trở thành một khu vực không tồn tại vào tháng 12 năm 2006. Bất chấp những cảnh báo về hiểm họa sức khỏe, một số người dân địa phương vẫn quyết định ở lại thị trấn này. Theo báo cáo, có khoảng 6 người vẫn còn ở thị trấn vào năm 2015, sau đó là 4 người vào năm 2016 và chỉ 2 người vào năm 2020 và không còn ai vào năm 2022. Được biết, khí amiang hay còn gọi là asbestosis là một loại sợi khoáng tự nhiên có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, điển hình nhất là bệnh phổi, ung thư phổi, ung thư màng phổi, bệnh hô hấp mãn tính và nhiều tác động lâu dài khác khiến con người dần dần mất đi sự sống.